Hoàng Vi, xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và từ bữa tới giờ quý vị để ý là mọi cái cặp mắt coi như spotlight đang đổ dồn về bà Kamala Harris và ông Donald Trump và cả những cái người liên danh phó tướng và nhất là ông JD Vance, ông thần JD Vance là được nhắc rất nhiều. Bởi vì cái câu phát biểu nào của ông JD Vance cũng nói là xin phép được dùng cái ngôn ngữ mà trên mạng xã hội hay dùng là bá đạo. Cho nên cứ được người ta đem ra mổ rẻ và phân tích rất là nhiều là như vậy thưa quý vị ví dụ như câu là những người phụ nữ mà không có con không có nên tham gia vào chính trường không có nên đi dạy học làm băng hoại cả một cái thế hệ những cái câu phát biểu như vậy của Van nó làm cho người ta phật lòng nhưng mà một lần nữa nha phải công tâm mà nói một cái hình ảnh Van xuất hiện trong cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm qua bỏ qua cái yếu tố nội dung hoàng vi đã phân tích quý vị rồi bởi vì nếu mà nghe về nội dung đó, người ta sẽ không biết là đây là real Van đâu nhưng mà ông thể hiện một cái gì đó nó rất là trầm tĩnh và nó, nó 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 nó, từ tốn và nó khá là chinh phục những cử tri Maga. Rồi uh, nhưng mà không ai có một cái nhân vật thưa quý vị có một cái nhân vật mà trước đây đã từng được nhắc rất là nhiều nhưng mà gần đây trong chính trường của nước Mỹ cái nhân vật đó bắt đầu đang có dấu hiệu người ta ít có nhắc tới và cái nhân vật đó đang có tâm trạng buồn. Đó là cái bài báo trên NBC News Mà chúng tôi đã đọc được ngày hôm nay Về đương kim Tổng thống Joe Biden 12 giới chức trong tòa Bạch Ốc Có tiết lộ với uh, Tờ báo uh, NBC News Với cái điều kiện là ẩn danh đó. Và họ tiết lộ Một cái câu chuyện thế này nè Là ông Joe Biden những ngày gần đây Ông khá là buồn về cái chuyện là mọi người gần như không có nhắc về ông nữa Mặc dù cái tâm lý nó cũng phức tạp Nó cũng mâu thuẫn lắm Ông hiểu rằng và ông đã make một cái decision, một cái quyết định mà từ ông Mike Pence là cựu phó tổng thống dưới thời của ông Trump. Tức là những giới chức Cộng hòa và cả Dân Chủ đều vỗ tay và nói rằng đây là một quyết định can đảm khi mà ông chấp nhận giả từ cuộc chơi và trao truyền ngọn đuốc lại cho bà Kamala Harris. Mới tuần rồi đấy, mới tuần rồi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn ở trên truyền thông, ông Biden vẫn nói đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ là tôi có khả năng là tôi sẽ đánh bại ông Trump mà. Nhưng mà ông cho rằng là thôi đã đến lúc là ông đưa đưa lại nhường lại cho bà Harris dù vẫn còn những ý kiến cho rằng ông bị áp lực ở bên phía đảng dân chủ từ bà Nancy Pelosi cho nên Chuck Schumer cho nên, tức là những cái giới lãnh đạo bên phía đảng dân chủ nhưng mà bây giờ đó cái bài báo ngày hôm nay chúng tôi đọc được thấy cái tâm trạng đó của ông Biden vẫn rất là kiểu như là phức tạp là bởi vì một mặt thì chấp nhận thực tế là mình đã nhường lại và Thậm chí những cái giới chức này còn nói với đài NBC News, ông ngày nào cũng hỏi là tôi có thể làm gì để giúp cho bà Harris. Và ông cũng nói thẳng với bà Harris là cái điều mà duy nhất hiện nay mà Du phải làm và làm cho bằng được á, là phải thắng cái cuộc bầu cử này. Nhưng mà cái đó là cái lý trí của người ta. Mình đọc cái bài này mình hiểu thưa quý vị, tâm trạng con người mà nhất là người cao tuổi, người ta hay tuổi thân lắm. Như, như như chúng ta là những người bình thường nè thưa quý vị Hồi trẻ đó xông pha coi như là đương đầu với gió bão rồi trông gai rồi kiếm tiền rồi không sao hết á nhưng mà khi về già mình lùi lại và mình dễ tuổi thân con cái nói một chút là cũng rơm rớm nước mắt cũng tuổi thân thì bây giờ mình nghĩ cái tâm lý đó mình nghĩ đến ông Biden hiện nay ông quý vị có nhớ là cũng NBC News nói là ông khá là frustrated ông rất là nhiều lần bực mình tại sao những cái chỉ số, những cái thành quả về kinh tế của nước Mỹ mà những chuyên gia kinh tế đều phải thừa nhận là nước Mỹ đang có dấu hiệu hồi phục và đi vào cái quỹ đạo đúng hướng. Sau khi mà bị coi như là trao đảo hít cấp từ cái chuyện lạm phát, từ cái đại dịch Covid-19 rồi về chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra đủ thứ. Nhưng mà nền kinh tế của nước Mỹ có được như ngày hôm nay. Nhưng mà người dân người ta không hiểu được cái chuyện đó. Ông Biden cũng khá là bực trong cái chốn hậu trường đó. Và bây giờ cũng vậy nữa, ông mặc dù lý trí thì ông biết rằng là phải làm hết tất cả để giúp cho bà Harris. Và ông luôn luôn hỏi là làm gì được, nhưng mà tâm lý là vẫn buồn. Thậm chí những cái ngày đầu tiên khi mà bà Harris bắt đầu đi vừa nhận ngọn đuốc xong là đổ ra cày nát ở những cái tiểu bang chiến trường ngày nào cũng đi hết. Và có những cái cuộc rally 15.000 người cho đến 20.000 người theo dõi và cái không khí nó phấn khích nó nổi lên rất là nhiều đầy cái sự năng lượng rồi những cử tri dân chủ cũng ào ào đi ghi danh để mà đi bầu cử năm nay thì tổng thống cảm thấy buồn ông thấy là cái đảng mà ông đã làm việc ông đã cống hiến trong suốt mấy chục năm trời hơn năm chục năm trời vừa qua và bây giờ gần như mọi người chỉ đang nhắc về bà Kamala Harris. Cái chuyện này Hoàng Vi nghĩ nó rất là gọi là nó cũng là một cái yếu tố rất là nhân văn, nó rất là con người thôi thưa quý vị. Tâm lý ai cũng buồn là như vậy. Nhưng mà từ cái bài báo NBC News tiết lộ cho chúng ta nhìn thêm một mặt, một mặt của cái cái câu chuyện cái cuộc bầu cử năm nay và kể cả cái chuyện về kinh tế cũng vậy nữa trước đây á, những cái chính sách về kinh tế thậm chí khi mà ông biden đọc thông điệp liên bang ông có dùng từ là Bidenomics, nomics chắc quý vị còn nhớ là giống như nó dùng cái từ học thuyết thì nó hơi 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 ghê nhưng mà giống như là những cái chính sách về kinh tế mang cái dấu ứng của biden mà nhiều người nói rằng ông lãnh đạo cái nền kinh tế của nước mỹ có thể bây giờ ở cái thời điểm này người dân mỹ đặc biệt là fan maga nghe nói nói chuyện sẽ nói cái câu bình luận này đang nói chuyện trên trời hả để bay ở đâu vậy đi về hành tinh của mình đi lạm phát đang như thế này giá cả đang như thế này mà nói về những cái thành quả kinh tế bởi vì quý vị nhớ những cái đạo luật kinh tế mà ông biden ký trong đó có cái đạo luật chống lạm phát và cái đạo luật xây dựng hạ tầng cơ sở đó thì để xây dựng đường xá cầu cống rồi đem những cái chip bán dẫn những cái ngành công nghệ cao trở lại nước mỹ nó không có hiển thị ra thành quả ngay lập tức cho người ta thấy là giá của gạo trứng sữa bột đường gì đó mà những cái giá cả thực phẩm đó thưa quý vị, đáng tiếc không phải do chính phủ quyết định mà là do những cái tập đoàn tư nhân những cái khu bán lẻ bán sỉ gì đó họ quyết định. Chuyện này Hoàng Vi nói nhiều lần quý vị rồi. Cho nên khi mà khi mà người ta nhìn không nhìn thấy cái kết quả trước mắt nó là cái gì trừu tượng, đường xá cầu cống xây cầu hả? Mấy chục năm mới xong, giờ đâu thấy đâu thì làm sao họ có thể ghi nhận được những cái điều đó. Chỉ xin thưa quý vị là lạm phát của nước Mỹ bây giờ tháng 8 đã giảm xuống còn 2.3% và gần với cái mốc mà ngân hàng dự trữ liên bang người ta đưa ra là 2 chấm trong suốt cái thời gian hai cái năm vừa qua. Thì bây giờ ông Biden thấy buồn nói là bà Harris đi ra vận động cũng không nhắc gì về ông hết. Chỉ có sau này nè, chắc có lẽ là được góp ý sau đó mà bà nói và tôi cũng không thể không nhắc đến một người đã làm nên cái những cái thành công ngày hôm nay đó là tổng thống Biden và ở dưới người ta mới nói thank you Joe, thank you Joe. Chắc quý vị còn nhớ. Thì đó là một cái thông tin cũng khá là thú vị khi đọc về cái chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và có bóng dáng của ông Biden. Nhưng mà từ cái câu chuyện này người ta mới đặt ra cái câu hỏi kế đến nè thưa quý vị. Vậy thì làm sao mà bà Harris có thể tận dụng được những cái điều mà chính phủ Biden và ông Biden đã làm trong suốt cái thời gian vừa qua? nhưng mà lại phải rời xa ông biden trong một số cái vấn đề đang gây tranh cãi ví dụ như cái cuộc chiến trung đông ví dụ như cái vấn đề về nhập cư ví dụ như vấn đề về kinh tế đó là cái câu hỏi rất là lắc léo cho bà kamala harris và quý vị nhớ trong lúc mà tranh luận với ông tổng thống cựu tổng thống donald trump bà có nói ý mà ông biden nghe cũng hơi rầu rầu đó. bà nói lúc mà ông trump cứ chỉ trích bà và gắn bà với những cái chính sách của ông biden bà kamala harris có quay sang bột bộ câu thế này nè I'm not Biden tôi không phải là Biden nhưng mà thực tế rằng bà không thể phủ nhận cái vai trò của bà và cái sự kết nối của bà với lại chính phủ của biden thưa quý vị và làm sao để mà vừa tận hưởng được những thành quả của biden nhưng mà vẫn phải vừa cách ly khỏi những cái vấn đề tranh cãi đó là một cái bài toán rất là lắc léo ngày hôm nay ngày thứ tư thì tổng thống biden có đi đến tiểu bang North and South Carolina trong cái vùng tâm bão hiện nay với cơn bão Helene đang quét qua nước Mỹ và đã đến ngày hôm nay thì có khoảng 166 người được báo cáo là đã thiệt mạng và có 600 người đã mất tích. Như chúng tôi nói quý vị là thiệt hại cơn bão này nó khủng khiếp và có thể về kinh tế đó nó lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Và cũng cái câu chuyện này đây mà tổng cựu tổng thống Donald Trump đã đem cái cơn bão Helene vô trong cái chiến dịch tranh cử của mình. Ông cũng rất là sốt sắng đi tới những cái tiểu bang như là Georgia, như là North Carolina và ông chỉ trích chính phủ đương nhiệm là ông Biden và bà Harris không có làm cái gì hết ráo á để giúp đỡ người dân kiểu kiểu sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi và những cái lời cáo buộc này thưa quý vị nó đã được chứng minh là không có đúng thực tế quý vị nếu như ủng hộ ông Trump hãy nghe ông Brian Kemp, thống đốc của tiểu bang Georgia nói như thế này nè. Bởi vì ông Trump cáo buộc cho rằng ông Biden ông vô trách nhiệm tới mức độ ông thống đốc cho trà. Người dân người ta đang oằn mình vì bão lũ. Người ta gọi cho ông Biden để xin cái nguồn lực liên bang để mà hỗ trợ về cho tiểu bang. Ông Biden có đáp ứng gì đâu. Ông bận đi nghỉ ở Delaware, ở bãi biển cơ mà. Thì hãy nghe ông thống đốc Ryan Kemp nói thế này. Vào ngày hôm thứ Ba, là tôi đã gọi cho ông Biden và tôi có đầy đủ những cái nguồn hỗ trợ của liên bang đang rót về. Tôi appreciate, tôi cảm ơn ông Biden chuyện đó. Mà. Ông Tổng thống còn thông thêm một câu như thế này, gọi cho, gọi cho huynh nhé bất cứ khi nào mà đệ cần. Sáng đêm nào cũng được hết. Thì đó, quý vị có thể đọc thêm cái lời phát biểu của ông Brian Kemp để cho chúng ta thấy là cái lời cáo buộc của cựu Tổng thống Trump dành cho chính phủ đương nhiệm trong cái việc ứng phó, nó không đúng. Mà kể cả quý vị nhớ, ông trump còn ông còn cáo buộc như thế này nè là ông biden á và bên phía những cái thống đốc của north carolina là người dân chủ á, họ chỉ giúp đỡ những cái khu vực là dân chủ thôi còn những cái thành trì nào cái khu vực nào mà màu đỏ đó là cộng hòa không giúp và họ giữ lại cái nguồn cứu trợ đối với người dân tàn bạo quá đi à nhưng mà xin thưa quý vị cái lời cáo buộc này nó cũng không đúng luôn nhưng mà làm cho người nghe chúng ta là nếu mà biết về cái tình hình những cái gì xảy ra trong nước Mỹ trong suốt cái thời gian vừa qua thì mình sẽ nhớ đến một trong những cái câu chuyện liên quan đến cựu tổng thống Trump. Ông cũng đã từng giữ lại cái nguồn cứu trợ liên bang dành cho tiểu bang. Quý vị nhớ Puerto Rico năm 2017 có cái cơn bão Maria quét qua đó. Ông Trump đã xuống và quăng cái 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 cuộn giấy vệ sinh quý vị nhớ đó, đây. Và sau đó ông thị trưởng đã rất là có một cái màn gọi là tranh cãi với lại ông Trump rất là nhiều tới mức độ là ông đòi giữ lại 20 tỷ đô la Mỹ mà quốc hội đã phê chuẩn dành cho Puerto Rico. Ông đòi giữ lại cái số tiền đó không có viện trợ. Rồi quý vị mới đây thôi không có xa đâu. Ông Trump cũng từng đe dọa là California, ông thống đốc điên khùng và đầy cấp tiếng Gavin Newsom. Nếu như mà không chịu thay đổi trong những cái chương trình mà nó quá cấp tiến về năng lượng xanh á, thì ông Trump sẽ cắt cái nguồn viện trợ liên bang nếu như mà California xảy ra cháy rừng và cần cái nguồn cứu trợ khẩn cấp. Thì đó là một trong những cái cái chuyện mà đang gây tranh cãi trong những ngày gần đây nè thưa quý vị. Nhưng mà nó có một cái ý như thế này nữa. Nhắc về cái cơn bão Helene Hôm nay khi mà ông Biden trước khi đi đến South and North Carolina thì ông có điều thêm 1.000 quân nhân để mà sẵn sàng ứng phó và nếu mà tiểu bang cần thì đưa những cái lực lượng này về để mà đi cứu nạn và tìm những người mất tích. Có câu chuyện thế này thưa quý vị, cái cơn bão Hà Liên này á, những chuyên gia về khí hậu người ta nói là đây rõ ràng rành mạch và không thể chối cãi là những cái hiện tượng biến đổi khí hậu nó làm cho những cái cơn bão như là cơn bão Hà Liên này nó đang mạnh hơn và tăng cấp nhanh hơn. Một cái nghiên cứu được công bố năm 2020 đã chỉ ra là quý vị để ý thấy những cơn bão không chỉ nước Mỹ đâu mà khắp nơi trên thế giới bây giờ, tại sao mà nó nhanh lớn mạnh hơn và cái mức độ tàn phá của nó tăng 30% so với hồi thập niên 1990. Lý do là vì nhiệt độ không khí và đại dương đã cao hơn trước. Nó tương tự như thế này. Nhưng mà quý vị biết là bên phía Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump và JD Vance vẫn thường xuyên cho rằng những cái chuyện mà nói về biến đổi khí hậu đó, nó là một cái trò lừa đảo. Mà chính Jay Dine đó thưa quý vị, trong cái tuần vừa rồi nè, khi mà cái cơn bão quét qua, ông phải hủy bỏ hai cái buổi đi vận động cử tri tại uh, tiểu bang Georgia. Rồi ông còn nói như thế này nè, tôi gửi lời cầu nguyện tới những người dân mà bị bão ở tại Florida và tại Georgia. Và tôi hy vọng là mọi người sẽ vượt qua cái cơn bão tồi tệ này. Nhưng mà chính những chính trị gia bên phía Đảng Cộng hòa như là ông Trump như là J.D. Vance không có thừa nhận về chuyện biến đổi khí hậu và họ vẫn nói là đây là cái trò mà Đảng Dân chủ đang thổi phồng lên để quảng bá cho những cái cái chương trình năng lượng xanh mà ông Trump đã từng hứa nếu như đắc cử làm tổng thống, tôi sẽ bỏ hết những cái trò mà năng lượng xanh xiết gì đó của ông Biden định ký trong suốt cái thời gian vừa qua thưa quý vị. Ngay cả hôm thứ bảy vừa rồi á, cựu tổng thống Trump vẫn còn nói là biến đổi khí hậu là một trong những cái trò lừa đảo lớn nhất của thế kỷ. Rồi ông nói rằng dân chủ đang muốn xây dựng cái tòa nhà mà họ bích luôn cửa sổ luôn. Họ phá những cái tòa nhà mà hành đi và họ bích luôn cái cửa sổ. Ông nói điều này trong tuần khi đi đến Georgia. Rồi vào ngày hôm nay đây thưa quý vị, cựu tổng thống Trump. Quý vị biết là một trong những cái chương trình để ứng phó với cái việc mà biến đổi khí hậu là không có khai thác năng lượng theo cái kiểu truyền thống nhiều nữa và điều này chẳng những nước Mỹ đang hướng tới mà kể cả Đức, kể cả Anh những cái nước Âu châu cũng đang hướng đến cái việc khai thác và sản xuất điện là không có bằng những cái nguồn năng lượng than đá truyền thống nữa. Nhưng mà vào hôm thứ tư hôm nay đây, cựu tổng thống Trump sẽ dự hai cái bữa tiệc gây quỹ do những cái đại gia coi như là những cái tập đoàn về dầu khí về năng lượng tổ chức ở Texas tuần vừa rồi JD Van cũng vậy, cũng dự những cái bữa tiệc gây quỷ của những cái nhà tài phiệt trong cái ngành năng lượng ở ở, ở Texas. Mà quý vị nhớ ông hồi tháng 6, mới hồi tháng 6 đây, khi mà ông đi đến Las Vegas vào cái thời điểm mà nóng cực nóng extremely heat á, ông có than phiền trong cái sự kiện đó có 11 cử tri đến nghe ông nói và họ phải đi cấp cứu là vì nắng quá nóng. Ông đứng trên sân khấu, ông nói như thế này nè. Tôi đứng đây mồ hôi đang nhễ nhại, nhiệt độ lên đến hơn gần 40 độ C. Mà họ không có nghĩ gì đến tôi hết. Cái công việc mà đi vận động để làm tổng thống như thế này rất là khó khăn. Nhưng bị nóng, bị bão, rồi ông đi cứu trợ cho người dân. Nhưng dứt khoát ông Trump và J.D. Van không thừa nhận có cái chuyện biến đổi khí hậu. Và đó là những câu chuyện để khép lại chương trình sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.